rau còn, bà con tôi biết rau còn hết bà con, rau còn nó tốt vô cùng, nó như mình khỏe cho bà con vô cùng, nhưng mà không phải nó tốt như vậy là ai ăn cũng được đâu bà con nha. Rau còn những người và những bệnh thế này thì không nên ăn. Người có bệnh nhiễm vuông sáng, bệnh vẩy nến, huyết áp, đau bụng vì kinh nguyệt không đều, các bệnh về da liễu, ngứa ngáy, bụng da yếu hay là bị ngộ độc đó, bà con không nên ăn nha bà con ơi, không nên sử dụng. Và nó tốt cho sức khỏe vô cùng, từ rau còn là dưỡng chất vitamin A, B, C, amunin, đường, canxi, bột pho, sắt, caro, axit, hữu cơ, thanh nhiệt, trừ phong lợi thấp, tốt quá bà con ơi, giảm áp thấp xuống. Ăn rau còn, sử dụng rau còn là cách nhập, ăn bình thường như các loại rau khác nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi mỗi ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Và 4 video sức khỏe này nó đến với bà con thường xuyên hơn, và nó đều hơn, có là bà con nhận được liền. Bà con vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Bà con ơi, bà con rau còn đó nha bà con. Rau còn là những người không nên ăn, không nên sử dụng, là nhiễm vuông sáng, bệnh vẩy nến, huyết áp, đau bụng, kinh nguyệt, các bệnh về da liễu, ngứa ngáy, bụng, đau, yếu, hay bị ngộ độc là không nên sử dụng và ăn uống rau còn. Nó tốt cho sức khỏe, từ rau còn là nó có nhiều dưỡng chất, vitamin P, C, amunin, đường, canxi, bột pho, sắt, caro, axit, hữu cơ, thanh nhiệt, trừ phong lợi thấp, giảm áp suất, tốt cho bà con vô cùng nha bà con. Đó, như vậy thì ăn cách nhật và sử dụng cách nhật, ăn bình thường, sử dụng bình thường như các loại rau khác, tốt vô cùng bà con ơi. Bà con đăng ký ủng hộ và 4 video sớm đến, chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Bà con ơi, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp nào.